Chim này là nó cũng ế cả nhà. Mình là chỗ này mình gác khoảng mấy chục lần vậy. Con chim này nó không đeo. À, sao nó rớt xuống mà sao nó đá sát bội, mình cầm xa bội. Chim này đẹp, chim mà sao nó dần gù yếu quá, nóng tánh. Tốt chim. Con này giống đồng. Anh em nãy nghe mồi rước là nó về tàn này nè anh em. Về đọt dừa sim lùng trong đồng quá đẹp.